Kính thưa quý vị, dân Trà Vinh đua nhau trồng cần sa cho gà ăn. Phong trào trồng cần sa đang lan tràn tại nhiều tỉnh miền Tây Việt Nam, đặc biệt là ở tỉnh Trà Vinh. Nông dân các vùng này nói trồng cần sa hái lá cho gà ăn để chống dịch cúm. Cần sa trồng công khai đến nỗi trưởng ấp cũng không biết đó là loại ma túy nguy hiểm. Tin của báo Pháp luật Việt Nam cho biết, phong trào trồng cần sa đã lan tràn tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh từ đầu năm 2013 nhưng không ai hay. Một số cư dân trong vùng cho biết, đến nhà của người cùng ấp thấy có một vườn cây lạ xum xuê, xanh tốt thì hỏi thăm, được biết đó là cây cần sa dùng làm thực phẩm giúp cho gà kháng được dịch bệnh. Nhiều người khác tin rằng xin hạt về trồng, cứ như thế mà phong trào được nhân rộng. Phong trào trồng cần sa từ đó lan rộng khắp huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, nhiều nhất là ở ấp Bến Tranh. Hầu như nhà nào cũng trồng ít nhất 150 cây. Có người còn cho biết đã sắc lá cần sa cho gà ăn để gà không bị bệnh vặt. Ông Trần Văn Tự, trưởng ấp Bến Tranh thú nhận không hề biết hình dáng của cây cần sa ra sao, nhưng không chú ý đến các khu vườn lạ đột nhiên xuất hiện trong khu vực. Trước đó, vào giữa năm 2013, tại huyện Cầu Kè, Trà Vinh, hai cư dân trồng trên đất nhà khoảng 360 cây cần sa, tổng cộng là 547 ký, đã bị lập biên bản tịch thu. Ông Lưu Văn Cường, một trong hai cư dân nói trên, khai rằng có tiếp hai người thanh niên lạ, nói ở Cần Thơ và Sóc Trăng sang chơi. Cả hai thấy khu vườn rộng, sau nhà của ông Cường đang bỏ hoang, liền đưa một loại hạt giống bảo trồng. Họ hứa sẽ mang lại với giá 300.000 đồng, tương đương 15 Mỹ Kim cho một ký khi cây lớn. Thấy việc làm ăn quá dễ dàng, cả hai đã đồng ý gieo hạt giống cần sa, trồng xen với cây chanh trong khu vườn rộng 3 công. Cho đến khi bị chính quyền phát giác, buộc nhổ bỏ và tiêu hủy toàn bộ số cần sa đã trồng, các vườn cần sa ở huyện Cầu Kè mới bị xóa dần. Tuy nhiên, dư luận cho rằng là khó có thể kiểm soát nổi việc người dân lén lút trồng cần sa để bán ra thị trường.